Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang và công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận cùng các liên doanh, các nhà đầu tư vừa ký phụ lục hợp đồng của hợp đồng đầu tư xây dựng dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT. Dưới sự chứng kiến của các bên liên quan, đã xác định cơ quan nhà nước có thẩm quyền của dự án BOT Trung Lương Mỹ Thuận là Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, được tiếp nhận chuyển giao từ Bộ Giao thông Vận tải. Đây là một bước xác nhận trách nhiệm của các bên trong việc tháo gỡ các nút thắt đã đình trệ gây chậm tiến độ 10 năm qua của dự án. Xác định cụ thể trách nhiệm của các bên trong thời gian tiếp theo của dự án, đồng thời điều chỉnh một số điều khoản không còn phù hợp theo quy định của pháp luật nhằm tháo gỡ những vướng mắc đã tồn tại nhiều năm qua. Hiện tại trên công trường, 17 trong tổng số 21 gói thầu đã được triển khai thi công. Gói thầu đã dừng dự án từ trước Tết. Thì khi mà chính phủ tháo gỡ khó khăn cho dự án và chuyển cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tỉnh Tiền Giang thì và công ty BOT Trung Lương Mỹ Thuận thì cũng bổ sung sự quản trị của một tập đoàn lớn là tập đoàn Đèo Cả vào để quản trị dự án. Thì như chị đã biết là bây giờ trên công trường đã bắt đầu là thi công, là gần như là toàn bộ gói thầu đã bắt đầu vào cuộc để thi công rồi, là công tác thi công và công tác tập kết máy móc thiết bị đã bắt đầu đã triển khai khẩn trương để làm. Dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận có tổng chiều dài hơn 51 km, điểm đầu từ nút giao Thân Cổ Nghĩa nối tiếp với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, điểm cuối giao với quốc lộ 30 tại nút giao An Thái Trung. Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối vùng Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.